Rồi giới thiệu anh em ha, này là 3T68. 68 cái nén anh em, mặt nhìn cậu nó trộn bộ anh em. Đây, vỏ trọng sĩ 9.2 lái 1.35 phân. Đây giấc này là đang 7 giờ rưỡi anh em. Đang làm cho chú này ông về với anh em. Bây giờ đang đợi về sao luôn. 3T68. Nhìn cậu. Đây anh em này về Cần Thơ nữa. Đang đợi luôn. Đi với chú. Hai cha con tối quá. Đang đợi mình. Rồi chiều cũng chạy thử cho ông kia dòm cái máy đó rồi. Dạ. Chiều chạy thử cho ông kia ông dòm cái vỏ máy đó rồi. Không, cái vỏ máy đó riêng chú. Không, ông kia ông lại con chiều có chạy thử cho ông coi không? Không, không. Chiều tại vì cái máy đó thì bỏ qua vỏ này. Dạ. Ngày mai ông xuống lấy nè. Đang giờ là 8 giờ rưỡi nha anh em. 8 giờ rưỡi nha. Chú với anh em mình đang về Cần Thơ luôn anh em. Về tới Cần Thơ là 8 giờ rưỡi. Rõ trồng chỉ chứ nay. 3T68 tổ bộ nha anh em. Rồi, về tới Cần Thơ luôn đó.